tâm điểm chiến sự Nga-Ukraine sáng ngày 23 tháng 9 với hàng loạt diễn biến nóng trên chiến trường. Ông Putin trúng đòn đầu 750.000 quả đạn pháo đủ để cho quân Nga bắn trong 3 tháng phát nổ. Bom lượn tầm xa ICBM-154 GSOW mạnh nhất chuẩn bị tham chiến, Nga đứng ngồi không yên. Ukraine bất ngờ đàm phán mua cùng lúc hai tiêm kích Trident và Eurofighter. Giáng đòn trung chuyển Kursk, Ukraine tiêu diệt trung tá chỉ huy trung đoàn dù 234 khét tiếng của ông Putin, lính Nga ồ ạt ra đầu hàng. Giới tuyên truyền Nga cảnh báo Điện Kremlin, cứ đà này Ukraine sẽ chiếm luôn vùng Belgorod. Phản công dồn dập tại Donetsk, lữ đoàn 79 của Ukraine đánh bật quân Nga ở chảo lửa Kharkiv. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Putin trúng đòn đầu 750.000 quả đạn pháo đủ để cho quân Nga bắn trong 3 tháng phát nổ. Kính thưa quý vị, lượng đạn dược đủ để cung cấp cho quân đội Nga trong 3 tháng đã bị phá hủy trong các nhà kho ở vùng Tver. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mặt trận. Tờ The New York Times trích dẫn nhận xét của các chuyên gia sau đòn đánh tầm xa của Ukraine. Theo các chuyên gia lưu ý, việc phá hủy các kho đạn dược lớn ở Nga có tầm quan trọng đặc biệt đối với Ukraine, vì quân chiếm đóng Nga đang có lợi thế đáng kể về hỏa lực. Cách duy nhất để đánh bại quân đội Nga là phá hủy hậu cần của họ. Đây là sự phá hủy thành phần quan trọng nhất của cuộc chiến. Xe tăng và pháo binh không có đạn sẽ không bắn được và sẽ đơn giản là không hiệu quả. Sergei Kushan, người đứng đầu nhóm nghiên cứu phi chính phủ của Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine cho biết, đòn tấn công mạnh mẽ đầu tiên trong tuần này là của Ukraine vào thứ Tư nhằm vào kho vũ khí gần thành phố Torpest, vùng Tver. Người đứng đầu Trung tâm Tình báo Quân sự Estonia, đại tá Ants Kivisau ước tính rằng 30.000 tấn đạn pháo có thể đã bị phá hủy trong cuộc tấn công này, tương đương với khoảng 750.000 quả đạn pháo. Đây là nguồn cung cấp đạn dược trong 2-3 tháng. Do cuộc tấn công này, Nga đã phải chịu tổn thất về đạn dược, và chúng ta sẽ thấy tác động của những tổn thất này trên mặt trận trong những tuần tới, ông nói. Quy mô tổn thất của Nga do cuộc tấn công mới vào đêm thứ Bảy vẫn chưa xác định. Ví dụ, người ta biết rằng kho vũ khí Tikhares ở lãnh thổ Krasnodar, nơi bị Ukraine tấn công vào ngày hôm qua, rất có thể đã lưu trữ đạn pháo từ Bắc Triều Tiên. Các nhà phân tích cho biết kho Tikhares là một mắt xích quan trọng trong việc cung cấp cho quân đội Nga. Nó cách khu vực chiến sự ở Donbass và Crimea khoảng cách tương đương, nơi cung cấp đạn dược cho mặt trận phía Nam. Người ta vẫn chưa rõ loại vũ khí nào mà Ukraine sử dụng để tấn công các nhà kho. Justin Brunk, một nghiên cứu viên cao cấp về hàng không và công nghệ tại Viện Dịch vụ Liên hợp Hoàng gia cho biết một máy bay không người lái sẽ làm nên chuyện nếu đạn dược của Nga được cất giữ ngoài trời. Nhưng Sergei Kushan, người được đề cập ở trên, lưu ý rằng các kho đạn dược được bảo vệ bằng các bức tường đất và hầm trú ẩn bê tông ngầm khiến việc tấn công chúng bằng máy bay không người lái trở nên khó khăn. Điều này không chỉ đòi hỏi một tên lửa mà phải là một tên lửa hạng nặng, ông nói, đồng thời ám chỉ đến các loại vũ khí tầm xa do các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine, chẳng hạn như tên lửa Storm Shadow của Anh và Pháp. Ít nhất là về mặt công khai, các đồng minh vẫn cấm Ukraine sử dụng những vũ khí này sâu trong lãnh thổ Nga. Bom lượn tầm xa ICBM-154 GSOW mạnh nhất chuẩn bị tham chiến, Nga đứng ngồi không yên. Bên cạnh tên lửa tàng hình ICBM-158 GASSM, không quân Ukraine dự kiến còn nhận được bom lượn tầm xa ICBM-154 GSOW rất mạnh. Theo thông tin được công bố gần đây, Mỹ có thể đang chuẩn bị chuyển giao bom lượn tấn công tầm xa ngoài vùng phòng không điểm ICBM-154 GSOW cho không quân Ukraine để sử dụng trên tiêm kích F-16. Những loại vũ khí hiện đại như trên có thể tăng cường đáng kể khả năng của không quân Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu chiến lược của Nga ở khoảng cách xa hơn đáng kể so với hiện nay. Theo giới thiệu, bom hàng không ICBM-154 GSOW có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 70 dặm, khoảng 110-130 km, nếu được máy bay mang ném đi từ độ cao lớn. Điều này làm cho ICBM-154 GSOW trở thành một phương tiện hiệu quả,
để tấn công các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong phòng tuyến của đối phương, hiệu quả thậm chí không thua kém tên lửa hành trình. Đáng chú ý là công nghệ tàng hình được sử dụng để phát triển loại bom này sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ bị các hệ thống phòng không phát hiện và đánh chặn, mang lại sức mạnh rất lớn cho bên tấn công. Một khía cạnh kỹ thuật thú vị của bom lượn ACM-154JSOW đó là nó có thể được sửa đổi. Nếu thêm động cơ tên lửa đẩy phụ trợ vào đạn, nó có thể được biến thành tên lửa hành trình với tầm bắn lên đến 560 km. Chức năng này cho phép mở rộng đáng kể phạm vi sử dụng vũ khí và tăng tính linh hoạt của chúng trên chiến trường với một mức chi phí khá rẻ so với hiệu quả nhận được. Trọng lượng của đầu đạn trang bị cho bom lượn ACM-154JSOW là 450 kg, khiến loại đạn hàng không này trở thành một trong những vũ khí mạnh nhất mà không quân Ukraine hiện có trong thành phần tác chiến. Ukraine bất ngờ đàm phán mua cùng lúc hai tiêm kích Gripen và Eurofighter. Kính thưa quý vị, Ukraine đang đàm phán về việc cung cấp các máy bay chiến đấu như Gripen và Eurofighter. Bộ trưởng Quốc phòng Rostam Dmytrov đã nói điều này trên sóng truyền hình quốc gia. Chúng tôi đã có cam kết từ cả đối tác của mình về F-16, một cam kết được đưa ra liên quan đến Madrid. Các cuộc tham vấn đã được tiến hành liên quan đến Gripen và Eurofighter, nghĩa là đây là một danh sách các nền tảng rất tốt và chúng tôi đang thảo luận về thời điểm chúng sẽ bắt đầu, Bộ trưởng nói. Ông Dmytrov làm rõ rằng trong tương lai gần, Ukraine sẽ nhận được kết quả của các cuộc đàm phán này và sẽ sẵn sàng để thảo luận. Vào mùa hè, người ta biết rằng Ukraine và Thụy Điển đã đàm phán về việc cung cấp máy bay chiến đấu Saab JAS-39 Gripen. Chuyên gia quân sự, phi công, huấn luyện viên và đại tá dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine Roman Svitan tuyên bố trong trường hợp thỏa thuận thành công với Thụy Điển, Ukraine có thể sẽ nhận được máy bay chiến đấu Saab JAS-39 Gripen đầu tiên vào cuối năm nay. Ngày 9 tháng 9, Thụy Điển công bố gói viện trợ thứ 17 cho Ukraine trị giá 4,6 tỷ séc, khoảng 443 triệu đô la. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ben Johnson, gói viện trợ mới sẽ bao gồm đạn dược cho các phương tiện chiến đấu bộ binh, cũng như các giao dịch mua nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen trong tương lai. Mặc dù quyết định về việc chuyển giao như vậy vẫn chưa được đưa ra. Gián đoàn trung chuyển Kursk, Ukraine tiêu diệt trung tá chỉ huy trung đoàn dù 234 của ông Putin, lính Nga ồ ạt ra đầu hàng. Tại vùng Kursk, chỉ huy trung đoàn tấn công đường không số 234 của lực lượng vũ trang Nga Alexander Kurin đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV. Giới blogger quân sự Nga đã choáng váng về thông tin này. Một sĩ quan quân đội cấp cao của Nga, trung tá Alexander Kurin, đã thiệt mạng trong các trận chiến ở vùng Kursk. Kurin, với biệt hiệu Skipper, từng là chỉ huy trung đoàn tấn công dù số 234 thuộc sư đoàn dù số 76 Beskov, khét tiếng của lực lượng dù Nga. Ông đã thiệt mạng trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 tại khu vực làng Glaskovo thuộc vùng Kursk, nơi đang diễn ra giao tranh rất tích cực. Chiếc xe mà người chỉ huy đang di chuyển đã bị máy bay không người lái FPV của Ukraine bắn trúng. Đây là lần thứ hai Skipper bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Vụ việc đầu tiên xảy ra cách đây chưa đầy một tháng, vào ngày 29 tháng 8. Sau đó, trung tá Nga thoát chết một cách thần kỳ, còn cấp phó của ông là Yuri Mikhailov đã thiệt mạng. Trước đó, Ukraine đã bắt giữ một nhóm lớn binh lính Nga. Đây là một khoản bổ sung quan trọng cho quỹ trao đổi. Phải bắt giữ tù nhân đã được báo cáo trên kênh Telegram Exilinova, nơi họ cũng đăng tải một đoạn video tương ứng được biên tập từ các cảnh quay do binh lính Ukraine thực hiện. Chi tiết về hoạt động này không được tiết lộ, nhưng có thông tin cho rằng nó xảy ra ở khu vực Kursk của Liên bang Nga, vì hầu hết các vụ việc như thế này đều xảy ra ở đó gần đây. Giới tuyên truyền Nga cảnh báo Điện Kremlin, cứ đà này Ukraine sẽ chiếm luôn vùng Belgorod. Công tác viên Tatiana Motian cho biết cô đội chiếm đóng của Nga đang chiến đấu chống lại Ukraine đang thiếu nhân lực và thiết bị trầm trọng. Một kẻ phản bội Ukraine đã đứng về phía Liên bang Nga, Tatiana Motian, đang gióng hồi chuông cảnh báo về tình trạng của quân đội Putin.
Blogger quân sự này thẳng thắn nói về những vấn đề của quân đội Nga. Đoạn phim có sẵn trên kênh Telegram 365 của Ukraine. Montian phàn nàn về nguồn cung cấp kém của lực lượng vũ trang Nga, do đó binh lính buộc phải tự mua những thứ họ cần hoặc nhờ tình nguyện viên giúp đỡ. Bà Montian viết, không có gì phải tranh cãi, lính tráng của chúng ta đang phải tự lo mọi thứ, không có sự chu cấp nào, tình hình thật tồi tệ. Và đây là đơn vị đặc biệt, Quilquin, mà không phải một đơn vị thông thường. Tình hình thế này, bạn có thể làm gì ở phía trước? Không có ai ở phía trước và phía sau. Với sự phát triển năng động của kẻ thù, chúng ta có thể mất luôn Belgorod thôi. Bà cũng nói về tình trạng thiếu nhân sự trong các lực lượng vũ trang Nga. Tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn do chiến thuật của Bộ Chỉ huy Nga. Không có người, không có ai để chiến đấu, vì tập trung tấn công vào một ngôi làng không có gì, nhưng họ vẫn lặp lại chiến thuật đó, nơi không có gì để tấn công. Và đây là cách tốt nhất để Ukraine đánh bật lực lượng Nga đang tiến tới. Nhà tuyên truyền Nga nói. Phản công dồn dập tại Donetsk, lữ đoàn 79 của Ukraine đánh bật quân Nga ở chảo lửa Kurakov. Lính dù thuộc lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 79 Tabrian đã đánh bại các đơn vị tấn công của Nga ở khu vực Donetsk. Một đoạn video ghi lại cảnh tiêu diệt các đơn vị tấn công của Nga đã được đăng trên trang Telegram chính thức của lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 79 Tabrian. Lần này, quân Nga đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công lớn vào các vị trí của lính dù, sử dụng 44 đơn vị thiết bị quân sự. Khi tiếp cận vị trí của lính dù, quân địch đã bị máy bay trinh sát trên không của đơn vị phát hiện và pháo binh của lữ đoàn bắt đầu khai hỏa vào quân địch. Ngoài ra, một số thiết bị của đối phương bị trúng mìn và bỏ lại, một số thiết bị máy bay không người lái FPV bắn trúng. Việc sử dụng đạn dược tích cực chống lại kẻ thù không cho phép họ tiếp cận tiền tuyến để tấn công trực tiếp vào các vị trí. Tổng cộng, địch đã mở cuộc tấn công bằng 35 xe bọc thép có quân, yểm trợ bởi 9 xe tăng, trong đó có 5 xe bọc thép bị phá hủy. Thiệt hại về nhân lực của địch lên tới 28 lính, trong đó có 22 người bị thương nặng. Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi gần làng Kostyantynivka, vùng Donetsk. Militany trước đó đã đưa tin rằng binh lính của lữ đoàn tấn công đường không độc lập Tabrian số 79 đã đánh bại một nhóm tấn công của quân xâm lược Nga ở khu vực Donetsk. Xe bọc thép và bộ binh của quân xâm lược đã cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ ở khu vực Kurakov. Lữ đoàn báo cáo rằng những kẻ xâm lược đã một lần nữa thực hiện bước đi tự sát và với sự hỗ trợ của thiết bị đã tấn công vào các vị trí của lính dù Ukraine.